Chào các bạn, Đại Nam từng là khu du lịch lớn bậc nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty Đại Nam bị bắt thì nhiều người cho rằng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Vậy thì thực tế công ty Đại Nam bây giờ ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Công ty cổ phần Đại Nam được thành lập vào năm 1996 bởi ông Huỳnh Uy Dũng với tổng số ngành nghề đăng ký kinh doanh lên tới 127 ngành nghề. Trong đó, kinh doanh địa ốc, nhà xưởng, đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư, khu công nghiệp là chính. Tại Bình Dương thì Đại Nam còn là chủ đầu tư của một loạt dự án với quy mô tầm cỡ như khu đô thị trung tâm hành chính huyện Dĩ An, khu nhà ở Sóng Thần, khu tái định cư Sóng Thần 2, khu đô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần, khu dân cư Tân An 2, khu dân cư Đại Nam, v.v. Đặc biệt là doanh nghiệp này nổi tiếng với dự án khu du lịch Đại Nam rộng tới 450 ha tại tỉnh Bình Dương với kinh phí xây dựng lên tới 6.000 tỷ đồng. Công trình này được khởi công từ năm 1999 và phải mất gần 10 năm công trình khu du lịch Đại Nam mới chính thức khánh thành. Công trình đầu tiên thuộc khu du lịch là dãy núi Bảo Sơn. Dãy núi này có chiều dài 252m và đỉnh cao nhất là 65,8m. Từ khi hoàn thành đến bây giờ, nơi đây vẫn nắm giữ kỷ lục là dãy núi nhân tạo dài nhất Việt Nam. Một năm sau đó thì bảo tháp được bắt đầu thi công nhằm tạo định hướng phát triển du lịch tâm linh cho nơi này. Các công trình trọng điểm khác như đền Đại Nam, hồ Ngọc Bích v.v. cũng được tiến hành xây dựng để tạo nên quần thể khu du lịch tâm linh nghỉ dưỡng hết sức đồ sộ. Các công trình vui chơi giải trí, vườn thú, khách sạn, siêu thị cũng được hoàn thiện ngay sau đó. Năm 2016, Đại Nam đã cho khởi công công trình đường đua Đại Nam nằm trong khu du lịch với tổng diện tích 60 ha. Đây là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam có sự kết hợp của 5 loại hình đua. Ước tính nguồn vốn đầu tư cho dự án này khoảng 100 triệu đô, tức khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Với sự đầu tư quy mô và hoành tráng, khu du lịch đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Theo thống kê, trước khi đại dịch Covid diễn ra, lượng khách đến khu du lịch Đại Nam có thời điểm lên đến 40.000 lượt khách tham quan mỗi ngày. Số lượng khách tham quan rất lớn đã mang về cho Đại Nam doanh thu lớn. Cũng nhờ một phần đó mà bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng được biết đến là những đại gia giàu có bậc nhất tỉnh Bình Dương. Năm 2020, ông Dũng đã rút lui khỏi thương trường, nhường hết quyền điều hành công ty cổ phần Đại Nam cho vợ là bà Hằng. Từ khoảng tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã thường xuyên livestream bóc phốt, nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo. Trong các buổi livestream của mình, bà Hằng khẳng định các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên đã ăn chặn tiền quyên góp của các mạnh thường quân cho đồng bào miền Trung vào năm 2020. Trước luồng dư luận dậy sóng thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành xác minh và đi đến kết luận là các nghệ sĩ không chiếm đoạt tiền thì bà Hằng lại tiếp tục livestream phản đối, nhục mạ các nghệ sĩ. Cũng vì lý do này mà bà Hằng đã bị một số ca sĩ và nhà báo tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Vì vậy mà một năm rưỡi trước, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Sau khi bà Hằng bị bắt thì ông Dũng đứng ra điều hành mọi hoạt động kinh doanh của khu du lịch và của công ty Đại Nam. Để tìm hiểu về hoạt động của công ty, các nhà báo đã nhiều lần liên hệ với ông Dũng nhưng đều không nhận được phản hồi. Trong khi đó, một đại diện công ty cổ phần Đại Nam cho biết Đại Nam đến nay vẫn hoạt động bình thường, khu du lịch Đại Nam vẫn mở cửa đón tiếp du khách. Theo ghi nhận của phóng viên thì một ngày sau khi bà Hằng bị bắt thì các cổng của khu du lịch đã bị đóng cửa, thỉnh thoảng có nhân viên đi vào khu du lịch trước. Ít ngày sau đó thì khu du lịch mới mở cửa trở lại. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, cả khuôn viên du lịch rộng lớn nhưng chỉ rải rác vài khách đi lại tham quan. Đến dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì khu du lịch mới có sự đông đúc nhộn nhịp. Vào dịp này, hàng vạn người đã đến du lịch Đại Nam để vui chơi giải trí. Hầu hết những người đến đây đều đi theo nhóm gia đình, từ bãi giữ xe vào cổng du lịch khoảng 300m liên tục dòng người xếp nối đuôi nhau. Hàng nghìn người đến vui chơi, tham quan và tắm biển nhân tạo để giải nhiệt giữa tiết trời nắng gắt. Với số lượng khách du lịch đổ dồn về quá nhiều, bãi giữ xe đã rơi vào tình trạng quá tải, dù sức chứa của nó có thể lên đến hàng nghìn phương tiện. Vào cuối tháng 5 vừa rồi, khu du lịch Đại Nam đã được chọn để tổ chức giải đua offline Taiga HN Racing Shop
với gần 100 vận động viên tham gia. Giải đua này được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương cấp phép tổ chức. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp mới đây, thì vào tháng 6 vừa qua, công ty cổ phần Đại Nam mới đăng ký bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh, tăng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 127 lên 131 ngành nghề. Như vậy chúng ta thấy, dù bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam bị bắt, thì hoạt động kinh doanh của Đại Nam vẫn diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng gì. Thậm chí công ty còn mở rộng đăng ký thêm một số ngành nghề kinh doanh. Điều đó cho thấy kinh doanh của Đại Nam vẫn ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.